Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của không phải, xin lỗi các bạn, không phải unit nữa mà là đây là chúng ta bắt đầu vào phần 2 của cái đề thứ nhất này của cái giải các cái đề thi học kỳ 1 của chúng ta đó các bạn. Thì nếu cái phần 1 mình đã làm xong cho các bạn rồi thì đây là phần 2. Phần 1 chúng ta đã giải 3 phần này. Đó, 3 phần xong hết rồi. Thì bây giờ sang cái phần 2 là bắt đầu từ phần 4. Phần 2 này á, thì phần 2 của cái đề của chúng ta nhé các bạn nha. Thì từ 4 lá mã đến 6 lá mã. Đó, 4 lá mã là một cái bài đọc hiểu. Và mình sẽ bắt đầu giúp các bạn hiểu cái bài đọc này. Sau đó chúng ta sẽ trả lời rất là dễ thôi các bạn ha. Đây, mỗi năm nhiều học sinh từ nhiều quốc gia học tiếng Anh. Một số trong số các học sinh đó là sao? Thì là những bạn trẻ, những học sinh trẻ, những đứa trẻ, những học sinh trẻ đây. Số khác là những bạn tuổi teen, những bạn từ 11 đến mười mấy tuổi đó, 19 tuổi á, 11 đến 18, 19 á, đó là 17, 18, à 11 đến 16, 17 chứ, là tuổi teen đó. Rồi, nhiều người là trưởng thành rồi, là người lớn rồi, đó, người ta phân ra 3 độ tuổi này, trẻ em này, những bạn trẻ này, bạn tuổi teen này, rồi những người trưởng thành này, đó, nhiều người là những người trưởng thành, một số họ học tiếng Anh tại trường, số khác thì học tại bản thân họ, là có nghĩa là họ tự học đó, đó họ học tự học nha. Tại sao tất cả những người này lại muốn học tiếng Anh vậy? Nó rất khó để trả lời cho câu hỏi đó, rất khó được trả lời cho câu hỏi đó. Nhiều cậu bé và nhiều cô gái học tiếng Anh tại trường bởi vì tiếng Anh nó là một trong những cái môn học của họ, buộc họ phải học. Đó, cũng giống như các bạn đang học tiếng Anh này, đó các bạn ha. Rồi tiếp tục nè, hơi to hả các bạn? À, rồi tiếp tục là họ học chính cái ngôn ngữ của họ, tiếng mẹ đẻ họ đó, học toán và học tiếng Anh, học tiếng Việt á, chẳng hạn tiếng ở đây là ngôn ngữ chúng ta là tiếng Việt đó, toán này và tiếng Anh này. Nhiều người trưởng thành thì học tiếng Anh bởi vì nó rất có ích cho công việc của họ, rất là tốt cho công việc của họ. Những bạn tuổi teen thì thường học tiếng Anh vì cái mục đích là cái việc học cao hơn của họ đó, việc học đại học của họ. Bởi vì một số những cuốn sách là viết bằng tiếng Anh tại các trường cao đẳng hay trường đại học. Do vậy, không phải do vậy, là nhiều người khác thì sao? Thì học tiếng Anh cho vì cái sở thích của họ, bởi vì họ muốn đọc báo hoặc tạp chí bằng tiếng Anh hoặc nghe những bài hát tiếng Anh. Đó, như vậy là tất cả cái bài đọc này chúng ta hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta trả lời các câu hỏi này rồi, quá dễ các bạn ơi. Ví dụ câu hỏi thứ nhất này, ai muốn học tiếng Anh các bạn? Ai muốn học tiếng Anh thì mình trả lời cho các bạn luôn. Đây, mình đây các bạn nhìn đây nha, cái chỗ phần mà chỗ đáp án này cho bạn nè. Đây là đây, mình viết cái đáp án cho bạn luôn là những học sinh và những người trưởng thành đó là muốn học tiếng Anh. Đó, mình trả lời câu đó cho các bạn luôn. Mình in ra cho nó dễ. Đó, ok. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là tại sao nhiều người trưởng thành, đó, tại sao nhiều người trưởng thành, nhiều người lớn tuổi á, người trưởng thành á lại học tiếng Anh? Thì quay trở lại câu trả lời này quá dễ các bạn ha. Đây, nhiều người trưởng thành học tiếng Anh bởi vì tiếng Anh rất có ích cho công việc của họ, rất tốt cho công việc, rất hữu ích cho công việc của họ. À, rồi, câu thứ ba. Câu thứ ba của chúng ta là gì? Đây, tại sao nhiều cậu bé và cô gái học tiếng Anh tại trường của họ? Tại sao vậy? Đây, vậy thì mình trả lời câu này quá dễ. Nhiều cậu bé và nhiều cô gái học tiếng Anh bởi vì nó là một trong những môn học của họ, đúng không? Các bạn hồi nãy mình dịch xong các bạn rất rõ rồi, đúng không? Rồi, câu cuối cùng của chúng ta là người ta hỏi là gì? Đây, bạn có thích học tiếng Anh không? À, câu này nếu chúng ta thích thì chúng ta trả lời chỉ có là yes, say, do, đúng không nào? Đó, nếu không là no I don't. Đó, ok. Đó, cả nếu các bạn thích các bạn yes I do, và no không là no I don't. Rồi, như vậy là cái phần 3 cái của vân phần 4 của chúng ta là cả đã được làm xong rồi. Quá dễ các bạn ha. Rồi, bây giờ là phần 5. Phần 5 của chúng ta là viết lại các câu. Phần viết lại câu này cũng tương đối không phải đơn giản các bạn nha. Sẽ kiểm tra chúng ta rất nhiều kiến thức ngữ pháp ở đây. Câu thứ nhất, phần 5 này nha. Câu thứ nhất, phần 4 chúng ta, phần đọc hiểu chúng ta làm xong rồi.
Đây, câu thứ nhất là liên quan đến câu gián tiếp câu trần thuật. Đó, các bạn thấy chưa? Câu gián tiếp câu trần thuật thì đối với một số bạn nó rất là khó, và trong cái kênh học ngữ pháp tiếng Anh của thầy cũng đã nói rất nhiều về câu gián tiếp câu trần thuật này rồi. Đây, bạn ba hỏi cô Na. Ba hỏi cô Na là bạn có thích một chiếc xe đạp mới không? Không phải bạn ba mà ông ba đi. Ông ba hỏi cô Nga là cô có thích một chiếc xe đạp mới không? Vậy cô Na. Đó, vậy thì đây là câu trực tiếp mà ông ba đã nói cô Na. Vậy thì câu gián tiếp là ông ba đã hỏi cô Na là liệu rằng cô ấy có thích một chiếc xe đạp mới không? Đó, khi chúng ta tường thuật là chúng ta phải tường thuật như vậy. Đây, vậy thì các bạn nhìn đây, mình tường thuật lại cho các bạn đây. Đó, ông ba đã nói cô Na, đây bỏ vô chấm này, cô Na là liệu rằng, nhớ cho mình nha, liệu rằng cô ấy có thích một chiếc xe đạp mới không? Mình sẽ phân tích ngôn ngữ cho các bạn, lúc này là biến thành quá khứ và đổi ngôi thành si. Đây, một cái là quá khứ, một cái thành si. Thì các bạn để ý này, trong câu trực tiếp là hiện tại, các bạn thấy chưa, hiện tại thì sang câu gián tiếp phải lùi thì lại từ hiện tại lùi lại thành quá khứ. Nguyên tắc từ trực tiếp sang gián tiếp như thế nào các bạn nhớ, mà nếu các bạn đã quên á, các bạn không nắm thì các bạn lên kênh của mình, các bạn xem lại thì các bạn nắm chắc là lùi thì như thế nào, từ thì nào, lùi lại thì nào nữa, các bạn nhớ cho mình. Rồi đổi ngôi ra sao, rồi đổi cụm từ thời gian nơi chốn thế nào, các bạn nắm lại hết cho mình nếu các bạn quên. Còn trong phạm vi này thầy chỉ sửa cho các bạn thôi, chứ thầy không có giảng lại nữa, giảng lại nó tốn thời gian các bạn lắm. Ví dụ trong câu trực tiếp nó là thì hiện tại đơn, thì lùi lại là thành quá khứ đơn. Câu trực tiếp là quá khứ, thì lùi lại gián tiếp là thành quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành ở trực tiếp, thì quá khứ hoàn thành ở gián tiếp, cứ thế mà ta lùi. Đó các bạn ha. Rồi ngôi bên này là bạn, thì sang bên gián tiếp là ông Na hỏi cô Na mà, thì cô ta này, cô ta có như có thích một chiếc xe đạp mới không, thì lúc này phải biến thành cô ta liền. Đó, các bạn thấy cái mấu chốt của vấn đề là lùi thì là như vậy, và đổi ngôi là như vậy. Đó các bạn thấy chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã đổi ngôi rất là chính xác đây. Đó. Còn đương nhiên câu này là câu hỏi ở câu trực tiếp đó, nhưng khi câu gián tiếp thì không còn thành câu hỏi nữa, thì không còn câu hỏi nữa thì đương nhiên không phải là câu hỏi nữa. Đây, bạn thấy chưa? Và đương nhiên không có từ để hỏi nữa. Đã có if này là liệu rằng này cô ta có thích một chiếc xe đạp mới không, thì nó đã trọn vẹn câu hỏi rồi. Các bạn hình dung được chưa? Đó, cái cách là lời nói trực tiếp trong cái câu gián tiếp nó nhiều cái trường hợp nó rất là khó. Nhiều bạn mà nếu không có kiến thức nền tảng á, thì các bạn sẽ rất là khó để làm. Rồi câu 2 tiếp tục nè, mệnh đề wish, mệnh đề ao ước này các bạn. Mệnh đề wish ao ước này thì đối với một số bạn thì như thế nào, thì các bạn rất dễ lộn với mệnh đề if. Mệnh đề if trong này chưa có, ở phần trước có. Nhiều bạn rất dễ lộn với mệnh đề if, câu điều kiện và lời ước này. Nếu bạn nào dễ lộn, dễ quên hay lộn hay quên hai cái đó, cứ vô kênh ngữ pháp tiếng Anh phổ thông của thầy, có người về người mệnh đề if và mệnh đề wish phân biệt thế nào rất rõ cho các bạn luôn. Đó. Rồi, vậy thì trong câu này các bạn nhìn đây nha, chúng tôi không có một cái nhà mới. Thế thì đây là câu hiện tại. Câu ở hiện tại này, hiện tại là chúng tôi không có một cái nhà mới. Vậy thì chúng ta ước ở hiện tại. Ước ở hiện tại thì cấu trúc nó như thế nào? Đây, mình viết cho các bạn rồi, mình giải thích cho các bạn luôn. Đây, cấu trúc của hiện tại đây. Mệnh đề if ở hiện tại cho quên. Tôi ước, chúng tôi ước, chúng tôi có một cái nhà. Có một cái nhà mới. Các bạn thấy chữ had này chưa? Chữ had này là quá khứ của chữ have. Đó. Chữ had là quá khứ của chữ have. Vậy thì chữ had này quá khứ. Vậy thì mệnh đề câu ước ở hiện tại thì mệnh đề chính đây nè, phải viết lùi lại một thì, từ hiện tại lùi lại một thì là thành quá khứ. Đó, các bạn nắm bản chất vấn đề chưa? Đó, các bạn nhớ nha, nhớ là ước ở hiện tại là lùi lại một thì, còn ước ở tương lai là mệnh đề chính là chủ ngữ cộng would. Các bạn hình dung được chưa? Còn hoặc là phủ định là nó vậy đó, có trong đó hết rồi. Còn nếu ước ở quá khứ thì sao? Ước ở quá khứ thì mệnh đề chính phải là thì quá khứ hoàn thành. Đó, các bạn nhớ chứ, nếu không nhớ cứ vô kênh mình xem lại đi nha. Rồi, vậy thì ước ở hiện tại thì phải là mệnh đề chính phải ở quá khứ. Bởi vì sao ước ở hiện tại? Quá rõ đúng không nè, chúng tôi đâu có hiện một cái ngôi nhà mới đâu, hiện tại nè, viết hiện tại nè. Đó, rồi, câu 3. Câu 3 các bạn nhìn đây, tiếp tục là câu gián tiếp. Câu gián tiếp chúng ta sẽ gặp rất nhiều đúng không? Tom nói với anh ta. Nè, Tom nói với anh ta.
anh ấy sẽ là một giáo viên vào tháng tới. Rồi, các bạn nhìn đây, Tom nói với anh ta. Tom nói, xin lỗi các bạn, Tom nói thôi chứ không phải Tom nói với anh ta. Tom nói, này, Tom nói, anh ấy sẽ là một giáo viên vào tháng tới. Vậy thì chúng ta biến thành gì? Tom nói, anh ấy sẽ là một giáo viên vào tháng tới. Có hai điều trong câu này các bạn phải lưu ý cho mình. Would be này, một, và the following month là hai. Đây là đều nằm trong cái quy luật từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp của các bạn hết. Một là would be, là từ câu trực tiếp của nó là will be. Đây, will be đây. Will be câu trực tiếp thì biến sang câu gián tiếp là would be. Đó, will nguyên mẫu thành would nguyên mẫu. Rồi, next month đã sang câu gián tiếp là the following month. Next week là thành the following week. Các bạn nhớ chưa? Đó, những cái điều này thì chúng ta gặp rất nhiều trong cái bài giảng của mình rồi, trong cái phần ngữ pháp tiếng Anh phổ thông có thể nói kỹ rồi. Vậy thì Tom nói anh ấy sẽ trở thành một giáo viên vào cái tháng tới. Quá dễ đúng không các bạn? Đó, vậy thôi. Chứ không có gì khó nữa, các bạn đã theo dõi kênh mình rồi thì các bạn thấy những cái vấn đề này không có gì khó. Rồi, câu cuối cùng, tiếp tục là câu gián tiếp. Hà hỏi tôi, bạn làm gì vào thời gian rảnh của bạn? Quá dễ đúng không? Đây, hiện tại đúng không? Hiện tại và bạn nữa, hai cái này cần phải đổi ngôi. Đổi lùi thì, đây, Hà hỏi tôi, sao? Tôi làm gì vào giờ rảnh của tôi, đúng không? Đó, vậy thôi, đây, Hà hỏi tôi này các bạn, đây. Hà hỏi tôi là tôi làm gì vào thời gian rảnh của tôi. Nhớ cái chữ what phải giữ lại. Và tôi làm gì này? Đó, một cái là quá khứ đơn, một cái là đổi ngôi này, từ bạn thành tôi liền, đúng không? Khi nào Hà hỏi tôi là tôi làm gì vào thời gian rảnh của tôi, đúng không? Đó, của bạn thành của tôi nè, bạn thời gian rảnh của tôi nè. Vậy thì có ba cái vấn đề luôn chứ không phải là hai. Đây, thời gian rảnh của bạn, bạn và hiện tại hoàn thành thì biến sang câu gián tiếp là thời gian rảnh của tôi và quá khứ. Vậy thôi, đó bạn thấy chưa, quá dễ đúng không? Đây, đó, có những cái mấu chốt của vấn đề thời dừng lại hơi rất là lâu là như vậy các bạn nha. Đó, ok, câu 4 là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang hai câu cuối cùng của cái phần 6 là viết lại câu. Đây các bạn nha, hoàn thành câu dùng từ gợi ý này. Ông Lam đam mê học tiếng Anh, nhìn vô biết liền đúng không? Ông Lâm đam mê việc học tiếng Anh, vậy thì chúng ta cần phải viết thế nào? Đây, ông Lâm này. Ông Lâm rất đam mê việc học tiếng Anh. Nhớ cái cấu trúc cho mình. To be interested in cộng với một động từ thêm in nữa là đam mê cái việc gì đó. À, đam mê cái việc học này, học tiếng Anh này. Nhớ cấu trúc nha. To be interested in cộng với một cái động từ thêm in. Ở phía sau không cần quan tâm nữa. Đó, ông Lâm rất đam mê cái việc học tiếng Anh. Ok. Câu số 2. Gạo, nè các bạn nhìn đây nha. Gạo được trồng ở trên cánh đồng bởi những người nông dân, đúng không? Ta nhìn vô ta biết cái câu cần phải viết lên. Gạo được trồng ở trên cánh đồng của bởi những người nông dân. Vậy thì câu này ta phải viết là bị động. Vậy thì câu này chúng ta có thể viết bị động ở các thì luôn, hiện tại, quá khứ và hiện tại thành luôn cũng được. Nếu viết bị động thì ở hiện tại là gì? Rào gạo được trồng trên cánh đồng bởi những người nông dân. Đó là bị động ở hiện tại đơn. Nếu viết bị động ở thì quá khứ đơn là gạo được trồng ở trên cánh đồng bởi những người nông dân. Còn nếu viết bị động ở hiện tại hoàn thành, gạo được trồng trên cánh đồng bởi những người nông dân. Ba câu này đều chấp nhận được hết các bạn nha. Ba câu. Rồi, như vậy là cái đề thi của chúng ta ngày hôm nay á, hai phần thầy cũng đã làm hết cho các bạn rồi. Từ phần 1 đến phần 2 là cũng đã xong hết cho các bạn rồi. Và hy vọng các bạn thấy mỗi cái video của mình, mỗi cái bài thi của mình, mỗi cái lần hướng dẫn các bạn giảng giải các đề thi này thì các bạn thấy nó có ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận các cái video tiếp theo, các đề tiếp theo cũng như các cái unit tiếp theo ở học kỳ 2 của các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn nha.